Tại lễ công bố, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đình Minh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2015-2020. Giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Lê Văn Trinh thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2016-2021 và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, trong tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Những năm gần đây, việc điều động luân chuyển cán bộ là một trong hai khâu đột phá của công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định và thực hiện thường xuyên, tạo chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, được quần chúng nhân dân đánh giá tích cực. Nhiều cán bộ được luân chuyển điều động đã nỗ lực rèn luyện bản thân trong môi trường và cương vị công tác mới có bước trưởng thành. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong quá trình công tác của các đồng chí Lê Văn Trinh và đồng chí Phạm Đình Minh trên các cương vị công tác thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh, sớm tiếp cận công việc mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được điều động luân chuyển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đình Minh, tân Phó Bí thư huyện Thạch Thành, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự tự hào, vừa là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân. Đồng chí biểu thị quyết tâm tiếp tục phấn đấu rèn luyện, không ngừng tu dưỡng, tiếp tục phát huy năng lực sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy tự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đoàn kết ổn định tình hình ở cơ quan và đơn vị.